Xin chào quý vị, chào mừng quý vị cùng đến với trận đấu siêu chủ nhật đầu tiên của mùa giải. Đây là trận đấu đáng chú ý nhất của vòng đấu này. Hai đội bóng vào lúc này đều đang có một phong độ được cải thiện rõ rệt ở trong mùa giải năm nay. Họ tốt hơn qua từng trận để lấy lại niềm tin của người hâm mộ. Và sau đây sẽ là quốc ca của Pháp. Sau đây sẽ là màn chào cờ và quốc ca của cả hai đội. Hiệp một đã chính thức diễn ra. Đi bóng tốc độ. Rabiot. Zero. Và cắt bóng tốt. Che bóng khá khôn khéo. Có khoảng trống dứt điểm. Cuối cùng thì sau rất nhiều sức ép đã có được bàn thắng trong một tình huống mà hàng phòng ngự đã bị bất ngờ. Bóng đá bây giờ là câu chuyện của tỷ số, của những kết quả giành được ở trên sân cỏ, chứ không phải là câu chuyện xây dựng đội hình như thế nào và làm được gì ở những buổi tập. Không được. Zero. Rất thoáng. Tôi dứt điểm. Một trận đấu mở của cả đôi bên. Cả hai đều là những sự luân chuyển hợp lý đến từ sơ đồ 4-3-3. Không được. Thực sự là rất bối rối.
Kylian Mbappe. Phản công. Không đủ quân số, không đủ quân số. Đi bóng rất hay. Lại chậm mất rồi. Rất quyết liệt. Chưa có cú sút điểm. Cơ hội phản công. Arnautovic. Tốc độ của trận đấu đang được đẩy lên rất cao. Khi mà cái đội luôn cố gắng đẩy quả bóng thật nhanh về khung thành đối phương. Rất khỏe. Đường chuyền. Arnautovic. Không được. Chuyển rất hợp lý. Kylian Mbappe. Cơ hội phản công. Chuyển rất hợp lý. Lại thêm một pha mất bóng. Đội bóng đá quá quyết liệt. Trọng tài vẫn đang điều khiển trận đấu này một cách rất điềm đạm. Đây là một thế trận mà họ chỉ cần chơi thực sự khôn khéo là có thể giành 3 điểm cách dễ dàng, thậm chí là ghi được nhiều bàn vào lưới đối phương. Vẫn đang giữ quả bóng quá lâu. Cái người không được. Khó quá. Quá khó để có thể nhận được bóng vừa rồi. Được trả đi bóng tốc độ. Không được. Thêm một pha truy cản chính xác. Zero. Không được. Không được. N'Golo Kanté. Rất khỏe. Rất vừa phải. Đường chuyền dài tốt. Không được. Rabiot. Rất chủ động. Trò của mình trình diễn một phong cách thi đấu khoáng đạt và chính xác đến như vậy. Mọi thứ được triển khai nhẹ nhàng, chính xác và chuẩn mực. There will be 1 minute at a time. Tốc độ của trận đấu đang được duy trì ở mức vừa phải. Cả hai đội đều không muốn mạo hiểm. Vậy là hiệp 1 đã khép lại một hiệp đấu mà cả hai đã có những pha ăn miếng trả miếng với nhau. Và chúng ta sẽ chờ đợi vào một hiệp 2 được kỳ vọng là sẽ có nhiều bàn thắng hơn. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn tạm nghỉ phút. Và bây giờ có lẽ là một hiệp đấu mà các cầu thủ có thể phô diễn được hết những khả năng kỹ thuật cá nhân của mình. Theo Hernandez. Zero.
cơ hội phản công. Cơ hội không thành công. Và bắt bài chính xác và khôn ngoan. Zero. Đường chuyền điệu đà từ bên phía cánh trái. Phản công rất đường chuyền. Đá phòng ngự vẫn đang chơi kỹ. Dứt điểm. Qua rồi. Vẫn là những tình vẫn còn cơ. Bóng đã đi chệch cầu môn. Tất cả đều đã như được lập trình rồi. Tất cả đều đã như được lập trình rồi để Đăng Anh vào vị trí đúng sở trường. Kéo quả bóng lên ở tốc độ cao nhất. Quan sát để đặt đồng đội vào vị trí thuận lợi nhất. Cực kỳ vất vả. Lựa chọn an toàn và hoàn toàn hợp lý. Tốc độ rất tốt, qua luôn. Tiếp tục là một quả phạt góc. Qua rồi. Thử thách đã qua rồi. Đánh đầu. Một pha đi bóng tốc độ không được. N'Golo Kanté. Theo Hernandez. Chuyển rất hợp lý. Rất tốt. Rồi dứt điểm. Dứt điểm. Bao. Anh đã chủ quan. Anh tin vào phán đoán của mình và vị trí của bóng đánh lửa. Đúng bài. Nó đơn giản như vậy thôi. Chúng ta không thể cảm thấy được bất cứ một sự can thiệp nào đến từ hàng phòng ngự. Và bây giờ sẽ là sự điều chỉnh nhân sự. Thực sự là đang chịu trận. Họ gần như không thể cầm bóng ở khoảng 10 phút vừa qua của trận đấu. Mỗi khi có bóng họ phải đá bóng lên rất nhanh. Để rồi nó mất đi. Rất khỏe. Không được. Mất bóng rất nguy hiểm. Đường chuyền khá hay. Rất khó chịu. Đã để mất bóng. Chuyển rất hợp lý. Rabiot vẫn là một pha bóng chính xác. Rất quyết liệt. Cần phải duy trì sự tập trung. Cơ hội phản công. Phản công. Chuyển rất hợp lý. Đó là một đường chuyền đầy tính toán. Chắc chắn là như vậy. Đường chuyền thông minh. Một cách phòng ngự thực sự là khiến cho những người xung quanh anh cảm thấy an tâm và có thể được tiếp thêm sức mạnh. Ôi! Dứt điểm. Ê!
Với bàn thắng vừa rồi thì chúng tôi xin phép không bình luận gì nữa, vì chỉ hình ảnh này thôi đã nói lên tất cả. Pha xử lý mang màu sắc cá nhân và cũng có một chút may mắn đã giúp cho anh có được cú đúp ngày hôm nay. Mở biên. Qua rồi. Cực kỳ chủ động trong việc áp sát tầm cao. Hàng phòng ngự vẫn đang chơi kín kẽ. Không dễ dàng để vượt qua bởi những tình huống như vậy. Không được. Marcus Thuram. Đi bóng rất hay. Tốc độ rất tốt, qua luôn. Rất điểm. Vào. Không việc gì phải vội cả. Họ cứ cố gắng cầm bóng. Tấn công chắc chắn. Rồi cơ hội sẽ đến thôi. Không được. Sẽ có 3 phút đá bù giờ. Rất thoáng. Như vậy là trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu.